Hôm nay tôi đi phê la nhưng không có uống phê la. Mẹ tôi đi làm da. Bây giờ đi phê la không chỉ là uống nước ngon hay check-in mà còn có thể được chăm sóc da nữa nè. Đây là Oracle Clinic nằm ở tầng 3 của phê la. Ôi, bước lên chỉ muốn nói là phòng khám gì mà đẹp xỉu mọi người ơi. Oracle Clinic là thương hiệu đến từ Hàn Quốc, sở hữu 92 chi nhánh trên 25 quốc gia rồi đó mọi người. Đây là căn phòng thay đồ á, trời ơi nó rộng dữ luôn. Hôm nay tôi đến làm gói chăm sóc da chuyên sâu Hàn Quốc mà tôi thấy gói này hơi ok á, mọi người xem hết clip nha. Trước khi đến á, tôi có tìm hiểu về phòng khám này thì biết là các loại mỹ phẩm nhập trực tiếp từ Hàn Quốc, và Oracle thì toàn những loại máy móc xịn lên đến cả tỏi tỏi không á mọi người. Làm sạch da thịt kỹ, tẩy tế bào chết bằng máy nè. Xong rồi tới bước phê nhất đó là gì mọi người biết thì không? Còn gì phê ngoài nặn mụn nữa. Mỗi người đều có dụng cụ nặn riêng, sạch sẽ an tâm nha. Tôi thì tầm 2 tuần sẽ đi lấy mụn một lần. Dù là mỗi lần lấy hơi nhưng thúng mà cảm giác cái mặt nó nhẹ mà nó sạch á, cực kỳ thích luôn mọi người. Nặn xong là họ chạy máy điện di này liền để làm dịu da, đỡ bị sưng á mọi người, rồi cấp ẩm, còn làm kích thích tăng sinh collagen nữa. Trong lúc này còn được massage mặt để thẩm thấu tinh chất. Tôi tưởng vậy là xong rồi nhưng mà không, còn có thêm bước là chiếu đèn khử khuẩn cho da, rồi đắp mặt nạ nữa nè. Trong lúc đó thì tụi mình sẽ được massage cổ vai gáy, thêm massage tay nữa. Nãy giờ là được nặn sạch hết mụn nè, được massage nhiều, rồi được cấp ẩm, bao chọn cho một gói chăm sóc 500k này á. Cuối cùng là kem dưỡng, kem chống nắng đầy đủ ha. Đây là mặt tôi cam thường lúc làm xong nè. Trộm vía nãy giờ nặn quá chừng mụn mà cũng không sưng nhiều ha. Dành ra hơn một tiếng xíu thôi để đi làm đẹp nha mọi người.